Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng mong ước có được cuộc sống giàu sang phú quý, ở thế nhưng cuộc đời thì không đơn giản là như vậy. Cần phải có những thử thách chông gai để chúng ta có thể vượt qua và bước đến con đường thành công, giàu có. Và chính vì thế, để nắm bắt được vận mệnh của mình thì việc xem tử vi cho tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 là điều hết sức quan trọng, cần thiết. Xem tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 7 sẽ giúp quý vị nắm bắt được những điều tốt xấu. Ở những điều tốt, những điều xấu sẽ đến với mình như thế nào trong tháng 7 này. Từ đó sẽ có những phương án xử lý, đón cát tránh hung, mang lại tài lộc và may mắn cho quý vị gia chủ Mậu Dần. Phần luận giải tử vi ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát. Vậy nên đây chính là lá số chính xác và chi tiết. Qua phần luận giải, thầy sẽ chỉ rõ cho tất cả quý vị về những việc cần làm và những điều cần tránh trong tháng 7 âm lịch này, giúp cho tất cả quý vị gia chủ Mậu Dần 1998 có được những bước đi vững chãi đến thành công trong tháng 7 âm lịch. Và sau đây thì sẽ là phần nội dung chi tiết tử vi tuổi Mậu Dần 1998 trong tháng 7 âm lịch. Mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có mệnh thành đầu thổ, tính cách có phần cao ngạo, cực kỳ tự tin, cũng có nhiều khát khao và lý tưởng cao xa. Họ có tham vọng gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Nên kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam kẻo tự hại chính mình. Người này bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ mọi người. Với bạn bè, họ chính là người đáng tin cậy và là chỗ dựa mỗi khi mà bạn cần. Là người khẳng khái, giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ trái tim chứ không cần báo đáp. Song họ có nhân duyên tốt, từ đó kết giao được những người bạn đáng quý. Họ có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc liên quan đến triết học. Nếu bỏ thời gian và công sức tìm hiểu thì rất có thể sau này sẽ có thành quả bất ngờ. Trong công việc, họ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, song cần nhạy bén nắm bắt cơ hội để có nhiều không gian phát triển năng lực hơn nữa và thu được kết quả ngoài mong đợi. Nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực bản thân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này. Tháng này tình hình sức khỏe của những người tuổi Dần sinh năm 1998 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc lao động chân tay. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không được bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là tiêu hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Dần cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc gặp nhiều trở ngại trong tháng này, hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên, ảnh hưởng tới đường tiến thân. Tử vi tuổi Dần năm 2022 chỉ rõ, trong tháng này xung khắc địa chi và nhiều hung tinh chiếu mệnh nên khiến gia chủ khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung cơ hội phát triển sự nghiệp mở rộng làm ăn trong tháng này sẽ không nhiều, nếu có cũng rất nhỏ, không đáng kể. Thậm chí đôi khi bạn còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do cục diện xấu, lại có đại hao chủ hao tán về tiền bạc ảnh hưởng, vận trình tài lộc sụt giảm hơn hẳn so với thời gian trước. Các hạng mục kinh doanh đều không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lãi chẳng thấy đâu, khiến tinh thần suy sụp khá nhanh, tâm lý bất ổn. Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, hạn chế tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà đất vội vàng, nếu không sẽ bị sập bẫy kẻ lừa đảo. Vì chính sự nóng vội của bản thân, tiền một đi không trở lại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng Mậu Thân, người tuổi Mậu Dần dễ mắc các bệnh về gan, túi mật và những nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm. Có điều chú ý đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, nhất là thai phụ. Hết sức lưu ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị động thai, thậm chí sảy thai. Các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm. Người độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm cho dù bạn cố gắng rất nhiều. Thậm chí đôi khi sự nóng nảy, bảo thủ của bạn còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu đối với đối tượng bạn thầm mến, cho nên tình cảm càng thêm bế tắc. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng. Tháng này bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là nạn nhân của bạn, giúp bạn vươn tay, chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 đến 26 tháng 8 năm 2022, dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Mậu Dần trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp thân, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp bính thân, có nạp âm sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Dần trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Hợi, có nạp âm Bình Địa Mộc.
ngày âm lịch ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Hợi, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Đó sẽ là cách mà quý vị ủng hộ chúng tôi, những người rất vất vả để có thể thực hiện nên chương trình này. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.